kính chào quý vị, tôi là MC ảo của đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh, mời quý vị đến với thông tin về tình hình điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo thông tin từ thường trực Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, cập nhật từ 18 giờ ngày 3 tháng 11 năm 2021 đến 18 giờ ngày 4 tháng 11 năm 2021, bệnh nhân Covid-19 đang điều trị 1.996 ca, trong đó điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch tầng 3 là 56 ca tại Bệnh viện đa khoa tỉnh nhẹ. 1, trung bình 31, nặng 18, nguy kịch 6. Điều trị bệnh nhân trung bình và bệnh nền tầng 2 là 236 ca, không triệu chứng 81, nhẹ 90, trung bình 53, nặng 12. Cụ thể, Trung tâm Y tế Bến Cầu 68, Trung tâm Y tế Trảng Bàng 62, Trung tâm Y tế Tân Châu 55, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 51. Có 81 ca không triệu chứng, 90 ca nhẹ sẽ được thăm khám phân loại mức độ, tiếp tục điều chuyển xuống tầng 1 để theo dõi và điều trị. 12 ca nặng đã thực hiện hội chẩn, sẽ phân loại tình trạng bệnh để chuyển tầng điều trị theo cấp độ bệnh. Điều trị bệnh nhân không triệu chứng tầng 1 là 1.476 ca, không triệu chứng 1.397, nhẹ 74, trung bình 5. Cụ thể, huyện Châu Thành 13, huyện Tân Châu 129, thành phố Tây Ninh 197, thị xã Hòa Thành 88, huyện Gò Dầu 349. Huyện Tân Biên, 97, bệnh viện Cao Văn Chỉ cũ 120, bệnh viện Giải Chiến khu công nghiệp Thành Thành Công 483, có 5 ca trung bình đã thực hiện hội chẩn, sẽ phân loại tình trạng bệnh để chuyển tầng điều trị theo cấp độ bệnh. Điều trị ép không tại nhà 228k, không triệu chứng 228k, nhẹ 3k. Cụ thể, huyện Châu Thành 63k, thị xã Trảng bằng 4k, huyện Dương Minh Châu 33k, huyện Tân Châu 27k thành phố Tây Ninh 28 ca, thị xã Quà Thành 1 ca, huyện Gò Dầu 6 ca, huyện Tân Biên 66 ca. Số bệnh nhân đã điều trị khỏi và xuất viện trong ngày 4 tháng 11 năm 2021, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 176 ca. Tính từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 4 tháng 11 năm 2021, tổng cộng có 10.778 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và xuất viện. Thưa quý vị, trong giai đoạn hiện nay, để ngăn chặn nhanh việc biến chứng trở nặng, và giảm thiểu tình trạng tử vong do nhiễm covid-19. Việc tiêm vaccine ngừa covid-19 là một trong những biện pháp tối ưu nhất. Chính vì vậy, tiêm vaccine phòng covid-19 là quyền lợi đối với bản thân, là trách nhiệm đối với cộng đồng. Theo các chuyên gia y tế, vaccine tốt nhất chính là vaccine được tiêm sớm nhất. Thông điệp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã nhắn gửi: hãy tiêm bất kỳ loại vaccine nào có sẵn khi đến lượt. Vừa rồi là thông tin về tình hình điều trị bệnh nhân covid-19. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe thông tin tôi là mc ảo của đài phát thanh và truyền hình tây ninh thân mến chào tạm biệt